Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, cánh mai vàng cánh đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc người người sẽ gặp lành, Tết xa được nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng ấm êm bếp hồng và đôi bánh trưng xanh chờ xuân đang sang. Ok. Vả mặt. Nào xinh lên. Rồi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Vậy là năm 2020 đã đến, một năm mới báo hiệu nhiều niềm vui, nhiều niềm hy vọng và cả nhiều thành công đang đón chờ. Đầu năm 2020 thật vui vì mình đã nhận được món quà siêu to khổng lồ đến từ nhà The Face Shop và chỉ được bật mí đây là những sản phẩm make up mới toanh. Tiện có quà mới làm luôn một con video về mở quà và make up. Đầu xuân năm mới về make up thật mới mẻ để cả năm luôn xinh tươi và gặp nhiều may mắn nha mọi người. Và đặc biệt là dịp cuối năm có rất nhiều ưu đãi tại cửa hàng The Face Shop cho sản phẩm make up lẫn skin care. Các bạn có thể tìm hiểu thêm ở đường link mình đặt ở ngay bên dưới video nhé. Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Linh. Mọi người thấy hôm nay background rất là liên quan đến Tết đúng không? Có hoa mai vàng này, có quà Tết mọi người ạ. Và hôm nay mình còn đang mặc áo dài này. Mọi người thấy hôm nay mình đầu tư ghê gớm không? Vì sao mà mình lại chuẩn bị cầu kỳ đến vậy? Mình đã nhận một món quà rất là đặc biệt từ The Face Shop. Và ngày hôm nay trong video này thì mình sẽ mở hộp này và mình sẽ cùng sử dụng những món quà ở trong này mà The Face Shop đã gửi tặng cho mình nhân dịp Tết 2020 nhá. Hộp quà này thì rất là to mọi người ạ. Và nhìn ở đây thì mọi người sẽ thấy nhìn nó rất là sang trọng đúng không? Có tông đỏ này và bên trước này thì có biểu tượng The Face Shop được in bằng nhũ vàng rất là đẹp. Thì bây giờ mình sẽ mở quà ra cho mọi người xem nhé. Ta-da! Hoành tráng không mọi người? Trong này thì mọi người có thể thấy nhá, có một tấm thiệp ở đây. Thì bây giờ mình sẽ mở cái tấm thiệp này ra. Cái tấm thiệp này cũng rất là đẹp luôn. Gửi tặng Hà Linh, một năm cũng sắp qua đi và 365 ngày vui mới với những điều bất ngờ bùng nổ nhất đang chờ Hà Linh khám phá đấy. Mong rằng những sắc màu rạng rỡ từ bộ quà tặng đặc biệt của The Face Shop sẽ giúp nét yêu kiều của Hà Linh thêm thu hút và chinh phục mọi ánh nhìn Hà Linh nhé. The Face Shop tin rằng với sự rạng rỡ và tâm hồn lạc quan của mình, điều kỳ diệu mà Hà Linh hằng mong ước sẽ gõ cửa sớm thôi. Trời ơi, hay quá mọi người ạ. Mình rất thích tấm thiệp này và chắc chắn là mình sẽ giữ tấm thiệp này lại để làm kỷ niệm. Thì bây giờ mình sẽ mở từng món quà ra một và sau đó thì mình sẽ sử dụng những món quà mà mình chưa biết đến trong bộ sản phẩm này để trang điểm lên mặt nhá. Mình sẽ đến với món quà đầu tiên là món quà số 1. Đấy nên là một dạng má hồng dạng cushion. Mà tại sao ở trên này thì nó lại có là chữ FMGT chứ không phải là của The Face Shop? Thì mình sẽ đọc cái thiệp ở trong này trước lại nhá. Bắt đầu khám phá những điều bí ẩn trong các hộp tiếp theo nào. Ok, về phía The Face Shop thì mình cảm thấy người ta rất là đầu tư. Và dòng chữ FMGT này thì là concept mới của hãng, có nghĩa là Fashion Makeup Group. Tức là bây giờ tất cả các sản phẩm makeup của The Face Shop sẽ được gọi là FMGT. Cho nên khi mua các sản phẩm của The Face Shop, mọi người đừng băn khoăn là vì sao bây giờ lại có tên là FMGT nhá. Hộp quà đầu tiên mà mình mở ra ấy, đây là một hộp má hồng dạng cushion. Nó có màu cam đào, rất là xinh. Thì bây giờ mình sẽ đến với hộp quà thứ hai luôn nhá. Hộp quà thứ hai thì mình nghĩ nó là một thỏi son. Và trong này cũng có một tấm thiệp là diện một làn son đỏ thắm đón may mắn đến trước nhà. Ok, một thỏi son mà mình nghĩ là đối với tên gọi như thế này thì nó sẽ là một thỏi son có chất dưỡng khá là cao. Hộp thứ ba cũng giống như hộp này mọi người ạ, hai hộp và cushion má hồng. Một màu đậm hơn, hồng đậm hơn với cả một màu cam đào. Hộp thứ tư vẫn sẽ là một thỏi son. Đây, sẽ là một thỏi son mọi người ạ. Đây thì đúng là một màu đỏ rồi, màu đỏ nâu. Còn cái thỏi kia thì mình thấy nó giống như là một màu cam đào. Tiếp theo sẽ là một hộp gì đấy mình thấy rất là nặng luôn đây này. Hộp foundation này thì có tên là Inlasting Foundation SPF 30. Và tí nữa thì mình sẽ thử xem là cái foundation này như thế nào nhé. Bởi vì bình thường thì mình không hay sử dụng foundation đâu. Tất cả các loại foundation này, cushion này thì mình đều sử dụng như một dạng che khuyết điểm, mình không đánh toàn mặt, thì tí nữa mình sẽ thử nhé. Hộp to tiếp theo thì sẽ là Inlasting Primer. Thì mình nghĩ rằng hai cái này có độ bám khá là cao thì người ta mới đặt tên là Inlasting đúng không? Dòng Inlasting. Rồi, gần như là đủ một bộ mỹ phẩm trang điểm luôn nhá. Hộp thứ 7 á thì sẽ là hai cây mascara có tên gọi là FMGT Pearling Mascara 2 trong 1. Vậy thì trong này nó sẽ có hai đầu và mình thấy là một cái nó sẽ là màu đen và một cái nó sẽ là màu nâu á. Hộp số 8 thì sẽ là hai cây bút kẻ mắt, cũng là một cây màu nâu và một cây màu đen luôn. Rất nhiều quà mọi người ơi. Tất cả các dòng sản phẩm của FMGT thì đều có cái thiết kế nhìn rất là chuyên nghiệp. Nếu như mà để cả bộ cạnh nhau ấy thì nhìn chuyên nghiệp cực kỳ. Đến với hộp số 9 thì sẽ là một hộp phấn mắt có hai tông màu lúng liếng bắt biếc, quyến luyến bao ánh nhìn. Ghê không? Nhìn cứ như là câu đối ấy, mọi người. Và cái hộp mắt này thì khá là bé, tí nữa thì mình sẽ sử dụng luôn. Nó có một màu nâu và cũng là một màu nhũ.
cam nhũ. Bây giờ sẽ đến với hộp số 10. Hàng chân mày tinh tế dạng người theo đuổi đam mê. Ghê, quá ghê. Thì bên phía The Face Shop người ta cũng đã phải nghĩ rất là nhiều để viết ra những cái câu như thế này, mình thấy khá là hay. Vậy thì đây sẽ là hai cái bút kẻ mày à, đó, cũng là một màu nâu và một màu đậm hơn. Ok, hộp 11 là hộp cuối cùng rồi đây. Cũng là hộp rất là to. Hộp cuối cùng sẽ là Microwell Loose Powder. Nó sẽ là một hộp phấn phủ. Nhưng mà mình nhìn trên này thì cái hộp phấn phủ này á, thì nó không phải là cái hộp phấn phủ có màu da, mà nó là một hộp phấn phủ có màu trắng tinh. Nhẹ nhàng, cảm giác như nhung, mịn màng năm mới, mừng vui đủ đầy. Trời ơi, hay vãi. Tức là mỗi cái sản phẩm này ấy, đều có một cái tấm thiệp đi kèm rất là hay luôn mọi người ạ. Và chắc chắn là mình sẽ hội giữ cái hộp quà này lại, bởi vì mặc dù mình không phải là một beauty blogger, nhưng mà mình cũng muốn gửi một lời cảm ơn rất chân thành đến với The Face vì đã nhớ đến Hà Linh Official khi gửi món quà Tết này nhá. Mình sẽ sử dụng toàn bộ các sản phẩm mà The Face Shop gửi tặng cho mình trong hộp quà này để thử làm một cái make up nha. Mọi người thấy là trán mình đang có một con mụn rất là to đúng không? Mình đã nói rất nhiều lần rồi, đó chính là mình ít nổi mụn, nhưng mà một khi mà mình đã nổi mụn là sẽ nổi những con rất là to. Và con trên trán mình nó mọc như một cái sừng luôn. Cho nên là ok, ngày hôm nay mình sẽ sử dụng cái foundation của The Face để xem là nó có che được cái khuyết điểm của trên trán mình không. Bởi vì là trên trán mình nó đang có một vài các cái vết thâm mụn, và quan trọng nhất là đang có một cái sừng rất là to. Ước gì là cái mụn này nó xê dịch một chút xuống dưới này. Nó là chính giữa cái trán luôn mọi người ạ. Nếu mà nó xê dịch một chút xuống dưới này thì có phải là mình sẽ trở thành một cô gái Ấn Độ không? Trước khi đến với phần make up ngày hôm nay thì mình nói trước là mình là một người rất gà về make up nha. Mình chỉ make up như thế nào mà nó thật là nhẹ nhàng và nhìn thật là tự nhiên thôi. Đấy, cho nên là hy vọng là mọi người sẽ không thất vọng đối với phần make up này nhá. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng Ink Lasting Primer. Thì cái primer này thì đúng là cũng phải mấy năm rồi, 5-6 năm rồi mình mới sử dụng. Cái này nó rất là lỏng luôn đấy mọi người, nó lỏng như nước ấy. Nó tan vào da như là một lớp gel ấy. Cái này nó tạo cho mình cảm giác là da rất là mềm luôn, nó giống như là một loại gel dưỡng ẩm ấy mọi người. Bôi lên thì thấy các cái lỗ chân lông của mình nó được đầy hơn ngay tức thì luôn. Đây là phần primer nhá. Rồi, mình chỉ bôi cái phần này thôi để trông thật tự nhiên nhá. Tiếp theo đó thì mình sẽ sử dụng là kem nền Ink Lasting Foundation. Đối với The Face, tâm sự một chút, nếu mà nói đến hàng mỹ phẩm của Hàn Quốc ấy, mình cũng biết đến The Face Shop là đầu tiên luôn đó mọi người. Cái tông mà bên The Face Shop gửi tặng cho mình là V203. Đây mọi người nhá. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng kem nền như một dạng che khuyết điểm thôi. Mình sẽ chấm lên trực tiếp cái mụn của mình này, bên dưới mắt này. Ôi, đầu tiên thì mình cảm nhận được nhá, là cái kem nền này nó rất là mỏng luôn. Và khi tán ra thì nó nhanh chóng nó tiệp vào màu da. Khi mà mình tán trực tiếp cái kem nền này xuống phần dưới mắt, và mình sẽ cho một vài các khuyết điểm trên khuôn mặt của mình nhá, thì mình thấy là cái kem nền này thực sự nó rất là mỏng luôn. Nhưng mà theo như The Face đã chia sẻ thì cái sản phẩm kem nền này có các hạt phấn rất là mịn, có sắc đỏ và sắc xanh, thì nó sẽ giúp cho cái làn da của các bạn được cân bằng. Và trên thực tế khi mình sử dụng á, thì mình khẳng định là bạn nào nếu như sử dụng cái sản phẩm này thì sẽ thấy nó rất là mỏng và nó tiệp vào da giống như da thật của mình luôn. Và khi mình che con mụn này lên mọi người thấy không? Chỉ cần một chấm thôi nhá là nó đã che được cái con mụn này luôn rồi này. Thì mình nghĩ là cái độ che khuyết điểm của cái sản phẩm này rất là tốt luôn. Và cái màu V03 này thì nó khá là tiệp với da của mình. Mà nếu như nó mỏng mà nó che khuyết điểm tốt như thế này thì mình nghĩ là nó sẽ rất ít gây ra cái hiện tượng bít tắc lỗ chân lông. Là đối với tất cả các loại foundation hay là đối với tất cả các loại cushion bình thường mà mình đánh ấy, mình đánh lên mình thấy da mình nó bóng bóng. Nhưng cái sản phẩm này thì mình đánh lên mình thấy nó mịn và nó tiệp vào da luôn, nó nhìn giống da thật lắm. Đây mọi người nhìn thấy nhá. Tiếp theo đó thì mình sẽ sử dụng cái Microwell Loose Powder của FMGT. Cái phấn này nó có cái màu trắng tinh như là màu phấn rôm luôn mọi người ạ. Thì mình nghĩ cái này nó sẽ kiềm dầu rất là tốt. Và thường thường thì mình không thích sử dụng những cái phấn nào mà nó có cái màu da, bởi vì nhìn nó sẽ dày hơn. Mình thích sử dụng những cái phấn nó có màu trong, màu trắng như thế này. Và đối với phấn á, thì mình sẽ set chỉ cái phần chữ T thôi. Và cái phần khuyết điểm của mình cần che cái mụn này thì mình sẽ set nó lên. Vì sao? Vì mình muốn giữ cái phần che khuyết điểm ở trên con mụn này tốt hơn. Đó, và mình sẽ set lên như thế này ở dưới mắt một ít. Đó, để muốn cái lớp nền của mình nó thật tự nhiên á thì mọi người phải đánh cái lớp nền nó thật là mỏng. Có thể sử dụng những cái loại kem nền mỏng như cái Ink Lasting Foundation này này, và các cái loại phấn phủ nó mỏng như thế này. Cái phấn này khá là thích và nhìn nó rất là tự nhiên, mọi người thấy không hề dày phấn đúng không? Mình sẽ đến với phần lông mày nhá. Vì sao mà mình lại trang điểm ngẫu nhiên như vậy thì mọi người biết rồi đấy, mình không phải là một người trang điểm chuyên nghiệp đâu, chỉ là một người make up bình thường thôi. Thì bây giờ mình sẽ đến với phần lông mày nhá. Ui, cái bút chì kẻ mày nó đậm, nó lên rất là sắc nét luôn mọi người ơi. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái này để mình tán nó ra nhá. Đấy, mình tán nó ra thì nhìn nó thật là tự nhiên. Đối với phần make up thì thường thường là mình sẽ make up rất là đơn giản mọi người ạ. Vì mình không phải là một người make up chuyên nghiệp ấy, mình làm như thế nào mà mình cảm thấy tự nhiên và thật là xinh là được.
cái đầu cọ của cái sản phẩm chỉ kể mày thì nó rất là mảnh nhá. Ui, đẹp không mọi người? Đẹp vãi, nhìn nó sắc nét đi. So với các cái sản phẩm của cái bao bì cũ thì mình thấy là đợt này thực sự là về chất lượng sản phẩm cũng như là bao bì làm mới hoàn toàn và tốt hơn rất là nhiều luôn ạ. Tiếp theo đó thì mình sẽ sử dụng cây mascara 2-in-1 Curling Mascara của FMGT. Thì bởi vì trên mắt của mình á thì có cái chổi, mình hay gọi là cái chổi, cái bộ lông mi nối này rồi. Thế cho nên là mình sẽ không sử dụng cái này để chải lông mi được, mà mình sẽ sử dụng nó để chải làm cái mascara cho lông mày và của mi dưới nha. Bởi vì trong cái sản phẩm này nó cực kỳ hay luôn mọi người ơi. Nó có hai đầu nhá. Thứ nhất là một cái đầu dày như thế này mọi người ạ. Nữa đằng trên nó có cái đầu mảnh như thế này nữa. Nó mảnh như thế này mọi người ơi. Đối với lông mày á thì mình sẽ sử dụng cái mascara màu nâu này để kẻ lông mày nhá. Cái đầu mảnh này thì nó có một cái tác dụng là nó làm cái lông mày của mình ấy, cái lông mi nó cũng rất là tự nhiên và chuốt cho cái mi dưới tốt hơn. Khi mình dùng cái này thì đầu tiên là mình thấy là nó không bết. Theo thì mình sẽ chuốt nốt bên còn lại nhá. Cái màu nâu này làm cho cái lông mày mình nhìn tự nhiên quá. Thực sự là mình rất thích cái bút kẻ mày của The Face. Tiếp theo đến cái mascara này. Đẹp không mọi người? Ngoài cái sừng trên đầu mình mọi người bỏ qua đi nhá, nhưng mà thực sự là rất là ok luôn đấy. Lông mày đã xong. Đánh cái lông mày lên cái là đã thấy khuôn mặt mình nó khác hẳn rồi. Tiếp theo đó thì mình sẽ sử dụng, đó chính là cái này gọi là cái gì ta? Cái phấn mắt. Ok, bây giờ mình sẽ dùng thử cái phấn mắt này. Hai màu thì mình thấy ở trong này nó sẽ có màu nâu và một cái màu cam nhũ. Hai màu này nó đều là màu nhũ. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng cái màu cam nhũ nhẹ này trước nhá. Dán lên mình dùng tay luôn bởi vì nhũ mà cực kỳ mịn luôn mọi người. Đây này, mọi người thấy không? À, bên còn lại xinh không mọi người? Sau đó thì mình sẽ tán màu nâu nhá. Màu nâu thì mình sẽ tán như thế nào? Mình tán ở phần đuôi mắt ngược lên. Cái make up này thì dành cho những người không biết make up như mình. Còn những chị make up chuyên nghiệp thì chắc là sẽ phải dùng cọ các thứ hơn. Mình sẽ tán ngược từ đuôi lên như thế này. Đấy, make up thì mình nghĩ là không cần chuyên nghiệp đâu. Không cần chuyên nghiệp quá, miễn là đẹp, em xinh là được có phải không? Phần tiếp theo thì mình cũng sẽ tán màu nâu sang cái mí còn lại. Ok lá. Xinh không mọi người? Chắc chắn là sẽ có rất nhiều chị em make up giống như mình thôi. Ok, cái mắt nó đã rất là xinh, rất là sâu rồi. Thì bây giờ mình sẽ dùng eyeliner. Đấy, đây là một bước của mình thích nhất. Mình sẽ không bao giờ đi ra khỏi nhà nếu thiếu eyeliner hết. Lần đầu tiên trong đời mình sử dụng eyeliner màu nâu. The Face tặng cho mình hai màu là màu nâu và màu đen. Nhưng mà lần này mình sẽ thử dùng màu nâu xem sao nhá. Wow, cái bút kẻ mắt màu nâu này thật là đẹp. Nhìn nó rất là sắc nét nhưng mà nhìn nó cực kỳ tự nhiên luôn. Nó không phải đậm lì mắt giống như của là tô màu đen nên giống hai con ốc nhồi ấy. Ok. Lần đầu tiên mình làm cái lông mày màu nâu này cho đến là cái mắt ấy, kẻ màu nâu ấy, rất là đẹp, rất là tự nhiên luôn. Và đối với mascara ở mi dưới thì mình sẽ sử dụng cái màu đen. Hết đen. À, cẩn thận à. Cái đầu mascara bé này thực tế là nó rất là tiện. Ok, xinh lắm rồi. Xinh thế này thì không thể chịu được rồi. Xinh chưa? Đỉnh của đỉnh đấy. Nào, tiếp theo bây giờ sẽ đến má hồng. Thực tế là mình phải khen lại một lần nữa nhá. Là mình rất bất ngờ về các cái sản phẩm make up của FMGT. Rất là ok và nó rất phù hợp với mình, những người mà thích cái kiểu make up tự nhiên ấy. Mọi người thấy là mình make up lên xinh nhưng vẫn là mình đúng không? Đấy, mình thích nhất là kiểu như thế luôn. Má hồng thì mình có hai cái sản phẩm má hồng. Nhưng mà đối với cái make up look như thế này thì chắc chắn là mình sẽ sử dụng cái hồng này đi. Bởi vì mình thích má hồng lúc nào cũng phải hơi 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 lên. Ấn, ấn, ấn. Rồi, tháp 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 lên má. Tháp tháp tháp. Ui, mọi người thấy không? Là cái má hồng này nó rất là mỏng luôn á này. Nó mỏng và nó căng như thế này này. Đánh lên mình chắc chắn là rất là đẹp. Ôi thôi chết rồi. Cái này không ổn rồi. Cái này nó lên màu đỉnh quá. Mà mình đánh hơi quá tay nó. Bây giờ dùng tay nào. Tháp 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 tháp. Cái má hồng này đẹp thế. Nó bóng luôn á. Nó làm cho cái má của mình nó giống như là cái má mình nó hồng thực sự lên á. Xinh không mọi người? Tháp tháp tháp. À, đỉnh của đỉnh. Xinh nhở? Chắc chắn là mình sẽ sử dụng cái má hồng này rất rất là nhiều luôn. Bởi vì cái má hồng này nhìn trông cực kỳ tự nhiên luôn. Nó mỏng cực kỳ luôn á. Đây này, mọi người thấy không? Nó mỏng và nó bóng lên á. Đây này. Mà mình thích thì cái má của mình nó phải thật là hồng. Nó hồng 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 như say rượu ấy thì nó mới xinh. Vả 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 vào mặt. Nào, xinh lên xinh lên. Rồi. Xinh chưa xinh chưa? Xinh nhất Tết rồi. Bây giờ sẽ đến son nhá. Phần này mình rất là háo hức luôn. Mọi người thấy không?
cái chữ FMGT ấy được khắc chìm vào trong cái nắp son luôn, trông cực kỳ chuyên nghiệp. Mình có hai màu là một màu cam và một màu đỏ. Trên môi mình thì hiện nay đang là màu BR01, nó là một màu cam gạch. Mình dám khẳng định với mọi người là màu này cực kỳ đẹp luôn. Đấy, mọi người thì đánh lên khuôn mặt của mình là thấy nó khác hẳn luôn đúng không? Và cái son môi thì có độ dưỡng ẩm rất rất là cao. Trên môi mình đang là màu BR01 và mình sẽ thử tiếp cái màu CR01 nhá. Màu này ấy, thì mình thấy nó giống như là một màu cam hồng sữa. Thì cái chất son nó rất là ổn định, không hề có cái tình trạng giữa các cái thỏi son là màu đậm, màu nhạt nó khác nhau. Thì mình nói trước là cái màu này nó sẽ rất là kén da. Cái này mình nghĩ là chỉ đánh với những bạn nào mà da thật là trắng thôi. Còn những bạn nào da ngăm thì sẽ không đánh được màu này đâu. Cho nên là mình sẽ recommend mọi người mua cái màu kia, màu BR01, màu đấy cực kỳ đẹp. Mọi người hãy thử mua nhé, nhất là đối với những bạn nào mà thích dưỡng ẩm môi như mình mà muốn lên màu chuẩn ấy, thì mình khuyên là mọi người nên mua cái màu kia rất là thông dụng luôn. Ok, vậy là mình đã thực hiện cái phần make up đối với tất cả những sản phẩm của The Face Shop gửi tặng cho mình. Và mọi người nhớ nhá, các cái sản phẩm make up của The Face Shop thì bây giờ đã được đổi tên thành FMGT, có nghĩa là Fashion Makeup Group The Face Shop. Thực sự là mình rất là bất ngờ đối với chất lượng sản phẩm của dòng make up FMGT. Thì thực tế là mọi người thấy nhìn cái da mặt của mình nó căng bóng mịn màng và nhìn tự nhiên dã man, nó không phải kiểu dày cột phấn lên ấy. Và video mở quà của The Face Shop cũng như là make up ngày hôm nay đến đây đã kết thúc rồi. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này. Và mình chúc mọi người một năm mới 2020 thật là nhiều thành công, thật là nhiều may mắn và thật là vui vẻ nha. Nếu như mọi người cảm thấy video này hay thì đừng quên cho mình một lượt like, subscribe và đừng quên nhấn vào nút chuông để nếu như mình có video mới thì mọi người là những người đầu tiên gặp mình nha. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người. Bye.